mừng quý vị đến với chuyên đề xuất nhập khẩu số đặc biệt của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Nhân dịp đầu năm mới, ekip sản xuất chương trình xin được chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị, trong chương trình đầu năm Mậu Tuất hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng nhìn lại toàn bộ bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 và cùng thảo luận về con số mục tiêu xuất nhập khẩu năm 2018 mà Bộ Công Thương đã đặt ra cho cả nước, để từ đó có những nhìn nhận và hiểu định hướng cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nói riêng và ngành hàng nói chung trong năm mới. Năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu đã có sự đột phá bất ngờ khi đạt con số xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 425 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với năm 2016. Trong đó xuất khẩu đạt 213,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 155,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 23%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2017 tăng 17,6% so với năm 2016. Ở chiều ngược lại, năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 84,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2017 tăng 17,7% so với năm 2016. Đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đây chính là những điểm sáng nhất của ngành công thương năm 2017. Và ước gì chúng ta có 50 mặt hàng như thế. Bây giờ mới 29 cũng là điểm sáng. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng khá so với năm trước. Cụ thể, điện thoại và linh kiện đạt 45,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,4%, dệt may đạt 25,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8%. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,5%. Dây dép 14,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,6%, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,4%, thủy sản đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,5%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước cũng tăng so với năm trước. Trong đó, điện tử, máy tính, linh kiện đạt 37,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,4%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 33,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9%, điện thoại và linh kiện đạt 16,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 53,2%, vải đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, sắt thép đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13%. Lượng giảm 17,7%, chất dẻo đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5%, lượng tăng 8,7%, xăng dầu đạt 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,7%, lượng tăng 9,2%, nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8%, kim loại thường đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1%, lượng giảm 19,3%, sản phẩm chất dẻo đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7%, sản phẩm hóa chất đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,6%, hóa chất đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,5%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5%. Chúng ta cũng có một cái nền kinh tế và cái phát triển rất tốt. Có thể nói là công nghiệp chúng ta tăng trưởng được 7,3%, thay vì là trong cái cùng kỳ của 2016 thì tăng trưởng 7,4%. Cái điều đó có thể nói rất mừng. Và kinh tế vĩ mô thì vẫn được đảm bảo tốt. Và cái vốn đầu tư nước ngoài thì chúng ta thu hút vốn được 19,8 tỷ đô la Mỹ. Nếu cả muốn đăng ký thêm vốn mua cổ phiếu cổ phần thì chúng ta được 33,2 tỷ. Như vậy có thể nói là một cái năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất thành công. Năm 2017 cũng ghi nhận nhiều ngành hàng có sự bứt phá lập kỷ lục mới như ngành thủy sản vượt mục tiêu 500 triệu đô la Mỹ đạt 8,5 triệu đô la Mỹ. Ngành hàng may mặc đạt 31 tỷ đô la Mỹ, lọt top những ngành xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu cao nhất thế giới. Tiếp theo đó, đáng chú ý các mặt hàng nông lâm thủy sản có sự tăng trưởng rõ rệt đạt kỷ lục 36 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngành hàng rau quả có sự tăng trưởng nhanh nhất 40%, con số kỷ lục trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu. Thị trường năm nay là khá tốt, đơn cử là chúng ta có những một số mặt hàng mới đã được vào những thị trường khó tính như là thanh long vào thị trường Úc, vú sữa vào thị trường Mỹ và sắp tới là xoài cũng đã vào được thị trường Mỹ. Và cái sản lượng của từng năm nó tăng lên rất là vượt bậc. Để có được những thành tích đáng khích lệ trong năm 2017, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đã có sự nỗ lực rất nhiều, nỗ lực tìm thị trường mới, sản xuất, xuất khẩu theo yêu cầu của thị trường. Cụ thể, năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 41,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2016. Tiếp đến là EU đạt 38,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8%. Trung Quốc đạt 35,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60,6%. Thị trường ASEAN đạt 21,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5%, Nhật Bản đạt 16,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2%, Hàn Quốc đạt 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,1%. Về thị trường hàng hóa nhập khẩu năm 2017, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 58,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,9% so với năm 2016. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 46,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,5%. ASEAN đạt 28 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%. Nhật Bản đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,7%. EU đạt 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7%. Hoa Kỳ đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,9%. Triển vọng là sẽ đạt được cái con số là có thể từ 30 tới 31 tỷ đô, tức là vẫn tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên, xuất khẩu một số mặt hàng cũng giảm so với năm trước. Cà phê đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,7%, lượng giảm 20,1%, hạt tiêu đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,7%, lượng tăng 20,9%. Do giá xuất khẩu bình quân, mặt hàng này giảm tới 21,1%. Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với năm 2016. Ô tô đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,5%, ô tô nguyên chiếc đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,6%. Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,3%, phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 830 triệu đô la Mỹ, giảm 40,3%. Tổng kết năm 2017, thặng dư thương mại đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ hai xuất siêu liên tiếp. Xuất nhập khẩu năm 2017 đã đạt được những kết quả vượt bậc, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm và tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Góp phần giúp hoạt động xuất nhập khẩu xác lập kỷ lục như vậy là nhờ nhiều mảng sáng được cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp nỗ lực trong cả năm qua. Trong nước có thể kể đến sự quyết liệt trong điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong việc triển khai công tác mở cửa. Doanh nghiệp cũng nhận được sự hỗ trợ xuất khẩu của các chính sách kiểm dịch động thực vật, rút ngắn thời gian kiểm tra đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu, từ 5 đến 7 ngày làm việc xuống còn 8 giờ mỗi lô hàng. Thực tế, nhiều lô hàng được cấp giấy chứng nhận trong 2 đến 3 giờ. Đối với kiểm dịch thực vật, theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, thời gian giải quyết là 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, rút ngắn xuống còn không quá 4 giờ đối với hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường hàng không và không quá 10 giờ đối với đường biển. Lật hàng nông sản nó có thời hạn. Nếu chúng ta cứ lưu cữu ở trên công, trên bãi và mất rất nhiều công đoạn, mỗi một công đoạn mất 7-8 ngày như trước đây, thì không biết đến bao giờ doanh nghiệp mới nhận được cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước về. Cho nên mỗi một công đoạn chúng ta rút ngắn được một thời gian như vừa rồi ấy, thì là vô cùng nhanh và vô cùng quan trọng để mà đưa ngay cái nguyên liệu đấy về sản xuất. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các dịch vụ logistics, kho bãi. Cảng Cát Lái là cảng chiếm tới 70% hàng hóa xuất khẩu đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, không tăng phí kho bãi, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra, áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại để hạn chế tối đa thời gian kiểm tra giao nhận hàng cho doanh nghiệp kịp thời sản xuất, đảm bảo chất lượng cho hàng hóa và tạo điều kiện giảm chi phí giao hàng đúng hạn hợp đồng. Thì chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng với cái trách nhiệm cũng như cái uy tín về dịch vụ của mình đối với container xuất nhập khẩu nói chung của cả nước. Trong đó có thể nói đến là cái chính sách đối với việc thu phí đối với các container hàng thủy sản, hàng lạnh thì luôn luôn ngang bằng với các container hàng khô, thay vì là giá cao hơn như là các cái hãng tàu biển đã thu của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cái thứ hai là về chất lượng dịch vụ thì Tân Cảng Sài Gòn luôn luôn dành cái dung lượng bãi tại cảng hoặc là các cái cơ sở dịch vụ hậu phương khác theo nhu cầu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà không có sự hạn chế nào. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã có những công tác xúc tiến thương mại, quảng bá hàng hóa xuất khẩu, đứng ra đàm phán các hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại Châu Á-Thái Bình Dương, tạo điều kiện cho hàng hóa hội nhập để phát triển thị trường xuất khẩu, triển khai các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách thể chế tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với những nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần vào những kết quả đáng khích lệ trên. Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu và thực chất, rất là hoan nghênh Bộ Công Thương. Các vị tham gia chủ trì nhiều sự kiện quan trọng, dẫn dắt các chủ đề thảo luận lớn trong khuôn khổ APEC 2017 tại Việt Nam, nhất là các hiệp định thương mại thế hệ mới và hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. CPTPP là những cái dấu ấn đậm nét trong năm 2017. Ở các thị trường nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp ngành hàng ghi nhận sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, thị trường EU việc bắt đầu cho nhập khẩu các loại trái cây từ Việt Nam như chanh dây, Mỹ nhập khẩu 50% lượng trái dừa Việt Nam hoặc cho nhập khẩu vú sữa, xoài. Bên cạnh đó, hai thị trường khó tính khác là Úc và New Zealand cũng đã mở cửa nhập khẩu trái thanh long từ Việt Nam. Song song với đó, vào tháng 7, thị trường Úc cũng đã xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với tôm chưa nấu chín từ châu Á, trong đó có Việt Nam, đã giúp cho việc xuất khẩu tôm hoạt động trở lại và có bước tăng trưởng vào những tháng cuối năm 2017, ước đạt 405 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7%, là nguồn cung tôm lớn nhất cho thị trường này, chiếm 35,6%. Sau kiểm định thì Australia gỡ bỏ lệnh cấm đối với con tôm từ Việt Nam. Chính phủ chúng tôi cũng đã giảm thuế theo các hiệp định để dễ dàng cạnh tranh hàng hóa. Bên cạnh đó, Australia đã cấp phép cho Việt Nam xuất khẩu thanh long vào Úc. Việt Nam là nước đầu tiên được Úc cấp phép xuất khẩu mặt hàng này. Năm 2017 cũng ghi nhận nhiều dòng thuế về 0% từ các hiệp định như Hiệp định AANZFTA, ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, giúp cho hàng hóa xuất khẩu thuận lợi cạnh tranh về giá. Ở một góc độ khác, bên cạnh việc mở rộng thị trường, Việt Nam cũng chú trọng đến việc điều chỉnh các ngành hàng đang có lợi thế trên bản đồ thế giới. Ví dụ cách đây 5 năm, không thể nghĩ được rằng Việt Nam sẽ là một điểm sáng trong làng công nghệ hoặc cơ sở sản xuất điện thoại di động như bây giờ. Có thể thấy xuất nhập khẩu năm 2017 có sự tăng trưởng vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, cùng với xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào các ngành cũng có nhiều tiến bộ thực sự. Năm 2017 đã có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tăng 3,8% so với năm 2016, nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên 5.600 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chính. Bên cạnh những thuận lợi, năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu cũng gặp không ít trở ngại. Nếu thủy sản ngay từ những ngày đầu năm 2017, ngành cá tra bị bôi nhọ bởi truyền thông bẩn, khiến lượng cá tra nhập khẩu vào thị trường EU giảm 70% và giảm mạnh nhất là Tây Ban Nha. Kéo theo đó là các thị trường truyền thống như Mỹ cũng giảm. Trong năm 2017, các nước nhập khẩu thắt chặt hơn những tiêu chuẩn cho các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là đối với các mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm. Bên cạnh đó, hàng loạt các quy định mới có hiệu lực khiến hàng hóa xuất khẩu bị trả về. Cụ thể, tháng 3, gần 43 tấn cá tra xuất sang thị trường Mỹ bị trả về. Tháng 9, cà phê hòa tan bị Mỹ trả về vì không ghi rõ thành phần sữa trên bao bì. Hồ tiêu Ấn Độ, Đài Loan bị trả về vì dư lượng chất trừ sâu vượt quá quy định cho phép. Những rào cản kỹ thuật được dựng nên khiến các doanh nghiệp Việt bị đưa vào diện cảnh báo nhập khẩu. Cụ thể, trong số 1.485 doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Mỹ, đã có đến 679 doanh nghiệp bị tước mã số xuất khẩu vào thị trường lớn này do thiếu hồ sơ quy trình sản phẩm. Ngay cả những cái doanh nghiệp lớn đã từng có những hoạt động xuất khẩu sang Mỹ, sang châu Âu, sang Nhật, sang Hàn Quốc, nhưng họ đều vẫn vướng vào những cái lỗi đấy, như là lỗi ghi sai nhãn, lỗi không khai báo trung thực. Thì khi mà doanh nghiệp gặp phải những vấn đề như vậy, thậm chí là lỗi về hàng mẫu, thì làm sao thì doanh nghiệp thì FDA họ sẽ có đưa cái doanh nghiệp đấy vào cái diện cảnh báo nhập khẩu. Sau cái sự cố vấn đề truyền thông thì rõ ràng là cái mức độ xuất khẩu vào thị trường Tây Ban Nha thì gần như là rất là chậm, tăng chậm phục hồi trở lại. Thì chương trình thanh tra cá trơn của Hoa Kỳ thì cũng có những cái tác động lên đối với vấn đề xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái giai đoạn tháng 8 và tháng 9 là hai cái thời điểm mà gần như là cái thời điểm để mà bắt đầu kết thúc cái giai đoạn chuyển tiếp của 18 tháng trong chương trình thanh tra cá tra. Thì qua số liệu thì cho thấy là trong tháng 8 và tháng 9 thì hầu như là các doanh nghiệp không xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đối mặt với việc thiếu nguyên liệu sản xuất, giá nguyên liệu trong nước tăng cao, trong khi giá xuất khẩu không tăng tương xứng. Sự chênh lệch này khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Cụ thể đối với lĩnh vực như may mặc, gỗ, điều, tôm, có doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất cầm chừng vì nguồn nguyên liệu không đảm bảo. Về nguyên phụ liệu cho cái ngành da giày và cái ngành may mặc thì hiện tại thì Việt Nam mình gần như là đang bắt đầu khởi động. Nguyên liệu bông của mình bông để kéo ra cái sợi đó thì mình đang nhập của nước ngoài. Còn riêng tại thị trường nội địa, hàng hóa phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ hàng hóa nhập khẩu, nhất là các mặt hàng từ thị trường Thái Lan, Úc, Campuchia, Trung Quốc, v.v. như rau quả, thịt, các loại linh kiện điện tử. Cụ thể trong năm 2017, Việt Nam đã chi 1,2 tỷ đô la Mỹ cho nhập khẩu rau quả, gần 700 triệu đô la Mỹ cho nhập khẩu thịt heo. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa dư thừa và kêu gọi người tiêu dùng trong nước chung tay giải cứu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ở thị trường nội địa chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tận dụng được lợi thế sân nhà. Nâng cao cái tâm thế uy tín hàng Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường, chứ không phải yêu cầu người Việt Nam dùng hàng Việt Nam đơn giản. Thời đại máy phải như vậy thôi. Anh hội nhập, anh phải nâng cao tâm thế chất lượng của anh lên, mẫu mã anh lên thì mới được. Tôi thấy cái túi của ông Thuấn này sản xuất cũng không kém như hàng nước ngoài. Thế anh nên túi anh lạc hậu quá mẫu mã thì làm sao anh có thể yêu cầu phụ nữ xách cái túi cũ đích như thế được? Những việc rất cụ thể như thế các ông chị, chúng ta phải sửa. Thậm chí những cái khẩu hiệu chúng ta đưa ra chúng ta phải sửa. Có thể thấy năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu đã đối mặt với không ít khó khăn theo chiều hướng tăng lên và dư âm kéo dài đến hết năm và sang cả năm 2018. Thưa quý vị, tuy năm 2017, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn vướng phải nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng đã có những thành tựu vượt bậc khi đưa con số xuất nhập khẩu lên đến 425 tỷ đô la Mỹ, xác lập kỷ lục kim ngạch xuất nhập khẩu mới. Nối tiếp thành công đó, Bộ Công Thương đã đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2018 là 450 tỷ đô la Mỹ với mức xuất siêu kỳ vọng đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Những cơ sở nào để mục tiêu này trở thành sự thật và còn khó khăn nào cản chân hoạt động xuất nhập khẩu? Mời quý vị tiếp tục đến với ghi nhận sau của chúng tôi. Tiếp nối thành công trong năm 2017, đầu năm 2018, Bộ Công Thương đã đề ra mục tiêu xuất khẩu cả nước đạt 450 tỷ đô la Mỹ, trong đó phấn đấu xuất khẩu tăng trưởng khoảng 10%, khoảng 225 đến 229 tỷ đô la Mỹ, đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu hướng tới mục tiêu xuất siêu trên 4 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9%. Thì các thị trường và đặc biệt là những cái thị trường mới nổi và những cái thị trường còn tiềm năng của khung khổ hội nhập cũng như trong quan hệ đối ngoại của chúng ta, thương mại đối ngoại của chúng ta thì sẽ được Bộ Công Thương chỉ đạo tập trung quyết liệt để khai thác. Ví dụ như các thị trường của châu Âu và thị trường Mỹ tiếp tục còn tiềm năng cho các mặt hàng về nông sản, thủy sản xuất khẩu, hoặc là các cái thị trường của khu vực châu Á và châu Phi cho các mặt hàng về công nghiệp chế biến chế tạo, rồi các cái thị trường của Trung Quốc cho các mặt hàng về rau quả, trái cây, nông sản và thực phẩm chế biến, các thị trường như là của Nhật Bản, của Úc cho các mặt hàng về nông sản, thủy sản, rồi các thị trường khác ở trong khu vực ASEAN cho các sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo chế biến sẽ được Bộ Công Thương cụ thể hóa trong các cái chương trình phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong các cơ hội khai thác thị trường, đặc biệt là thông qua các cái cơ chế phối hợp song phương giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước cũng như giữa Bộ Công Thương, các bộ ngành quản lý nhà nước với các bộ đối tác ở tại các quốc gia này. Cụ thể năm 2018 hứa hẹn những sự đột phá ấn tượng trên thị trường ô tô về doanh số bán. Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia để vươn lên vị trí thứ tư tại khu vực, sau Thái Lan, Indonesia và Philippines, hướng tới đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các ngành hàng chủ lực xuất khẩu khác cũng đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cho năm nay. Dệt may là 34 tỷ đô la Mỹ, da giày 20 tỷ đô la Mỹ, linh kiện điện tử 50 tỷ đô la Mỹ, máy tính và điện thoại là 80 tỷ đô la Mỹ. Ngành nông lâm thủy sản hướng tới mục tiêu 40 tỷ đô la Mỹ. Với những cách làm mới, quyết tâm mới, tiền đề tạo ra từ năm 2017, tin tưởng chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn bất cập trong tổ chức sản xuất, trong khai mở thị trường, trong lĩnh vực khác để chúng ta giành thắng lợi ở mốc son mới trong năm 2018. Có thể thấy năm 2018, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu tăng trưởng của tất cả các ngành hàng tăng từ 8 đến 10%. Bởi năm 2018 được các chuyên gia dự báo mở ra cơ hội lớn cho nhiều mặt hàng xuất khẩu có bước đột phá mới, gia tăng kim ngạch xuất khẩu hướng tới mục tiêu xuất siêu năm thứ ba liên tiếp với hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Bởi xuất siêu chính là nguồn lực để phát triển và kinh tế đất nước đi lên. Khi được hỏi cơ sở nào khiến Bộ Công Thương đạt mục tiêu kỳ vọng có thể nói là khá cao cho hoạt động xuất nhập khẩu trong năm mới như vậy, đại diện Bộ Công Thương cho biết tín hiệu tích cực mang lại kỳ vọng cho hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018 là có cơ sở với nhiều yếu tố vĩ mô lẫn vi mô. Đối với tình hình trong nước, sự nỗ lực của các chính sách khuyến khích hoạt động xuất nhập khẩu đã bắt đầu đi vào hiện thực như việc cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh, các dòng thuế về 0% theo các hiệp định thương mại tự do, v.v. sẽ góp phần giúp hàng hóa Việt Nam cạnh tranh tốt hơn và hy vọng trở thành yếu tố tích cực giúp hoạt động xuất nhập khẩu xác lập kỷ lục mới trong năm 2018. Bởi ngay trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động. Điển hình là vào ngày 15 tháng 1, tại hội nghị tổng kết 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 08 phê duyệt cho Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh đã đề xuất vào tháng 9 2017. Với sự đề nghị của của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và tổ công tác của Thủ tướng, tôi đã ký cái nghị định số 08 ngày 15 tháng 1 2018 tại hội trường này để cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh Bộ quản lý. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, năm 2018, môi trường đầu tư kinh doanh cũng đã được cải thiện mạnh mẽ bởi sự quyết tâm của chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành tạo ra những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ không còn đối mặt với các tình trạng kiểm tra hàng hóa kéo dài vài ngày, thậm chí là vài tháng. Thời gian lưu kho giảm xuống, các doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm ngàn tỷ đồng mỗi năm. Các thủ tục hành chính cũng được rút ngắn đơn giản, lược bỏ kiểm tra trước và sau thông quan, kiểm tra theo xác suất 5-10 lô hàng thay vì kiểm tra 100% như hiện nay. Tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Và đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chính phủ giao cho Công Thương. Cùng với đó, các kế hoạch cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng đã được rà soát, xác định yêu cầu mục tiêu cho 2018 là tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa là 43 thủ tục hành chính khác nữa. Bên cạnh đó, các dự án lớn trong các ngành điện tử, viễn thông, công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến, chế tạo được đầu tư trong thời gian qua sẽ bước vào khâu sản xuất, xuất khẩu, hứa hẹn tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, đồ gỗ, nông sản và thủy sản tiếp tục được hưởng lợi lớn từ các FTA đã ký kết thời gian qua và kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn tại thị trường EU khi hiệp định FTA với khu vực này chính thức có hiệu lực. Bởi kể từ ngày 1 tháng 1 2018, hàng hóa xuất khẩu có thêm một thuận lợi khác khi nhiều chọn thuế sẽ về 0% cho các mặt hàng như rau quả xuất ra các nước ASEAN. Ngoài ra, theo nghị định ban hành biểu thuế Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu, Việt Nam AANZFTA, và năm 2018 có thêm 3.720 dòng thuế đang tiếp tục về 0%, gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, ô tô và phụ tùng linh kiện ô tô, sắt thép và các sản phẩm thép v.v. Điều này sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu. Tiếp theo đó, với nghị định ban hành biểu thuế Việt Nam, Nhật Bản có 456 dòng thuế suất 0%, chủ yếu ở các nhóm chất béo, đường, máy móc thiết bị, bộ phận xe cộ v.v. sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu dễ dàng cạnh tranh xâm nhập vào thị trường. Các biểu thuế này có thời hạn áp dụng 5 năm, từ nay đến năm 2023. Cũng như con số doanh nghiệp ta đã chuẩn bị sẵn trong vấn đề cạnh tranh thì rất nhiều cái sản phẩm Việt Nam chúng ta cũng có đủ sức để cạnh tranh với các sản phẩm trong khối ASEAN, chẳng hạn như nhiều mặt hàng thực phẩm, nhiều mặt hàng tiêu dùng thì sản phẩm Việt Nam chúng ta vẫn bán được. Điều đó chứng tỏ rằng năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đủ sức để cạnh tranh. Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu năm 2018, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các thị trường vốn có hạn chế đối với các hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Cụ thể, 20 tháng 1, Việt Nam trúng thầu đơn hàng xuất khẩu gạo 141.000 tấn sang Indonesia, vượt qua cả Thái Lan. Với đơn hàng này, dự kiến sẽ nâng sản lượng xuất khẩu lên đến 6 triệu tấn gạo xuất khẩu năm 2018. Bên cạnh đó, ngày 14 tháng 1, thủy sản cũng ghi nhận 3 lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang những thị trường khó tính, gồm 20 tấn tôm đông lạnh sang thị trường Canada, trị giá 290.020 đô la Mỹ, 20 tấn cá biển đi Mỹ với trị giá 216.700 đô la Mỹ và 22 tấn cá tra phi lê đông lạnh sang thị trường EU trị giá 84.040 đô la Mỹ. Ngoài ra, tổng kết cuối tháng 1, linh kiện điện tử đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,2%, rau quả đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 321 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2017. Từ những tín hiệu tích cực vừa nêu, nếu ngay từ đầu năm có thể xem là tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu năm 2018, đặt hy vọng một năm tươi sáng. Nhiều tín hiệu tích cực như vậy, tuy nhiên một luồng nhận định khác cũng cảnh báo doanh nghiệp đừng quá lạc quan. Theo phân tích của các chuyên gia từ góc nhìn này, song hành cùng các thuận lợi, năm 2018 doanh nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với biểu thuế mới và những rào cản kỹ thuật được đặt ra. Cụ thể, Ấn Độ, thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn thứ hai, áp thuế tối thiểu là 500 rupi 1 kg, tương đương 7,75 đô la Mỹ 1 kg đối với tiêu nhập khẩu. Vì vậy, các doanh nghiệp dự báo lượng xuất khẩu sang thị trường này sẽ tiếp tục giảm trong năm 2018. Riêng đối với thủy sản, ngay từ những ngày đầu năm, thị trường xuất khẩu thủy sản truyền thống của Việt Nam là Mỹ đã đưa ra quy định IUU, chống khai thác thủy sản trái phép. Điều này sẽ khiến cho các doanh nghiệp thủy sản khá bất ngờ, bởi Mỹ vốn là thị trường chiếm tới 21% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, chủ yếu là cá tra, tôm và cá ngừ. Hiện nay là cái vấn đề tiêu của Ấn Độ thì báo cáo Thủ tướng là gì? là để bảo hộ cái sản xuất của nông dân trồng tiêu ở Ấn Độ, thì bạn áp dụng một cái thuế là thuế tối thiểu cho cái tiêu nhập khẩu, cho nên nó đổ giá lên, là các đồng chí thủ tướng là trước đây chúng ta xuất vào là Ấn Độ là 5.000 đô một tấn, thì bây giờ đổ giá lên là 8.000 đô một tấn. Đó, như vậy thì làm hàng loạt các cái hợp đồng các doanh nghiệp của chúng ta là hủy bỏ hết. Các doanh nghiệp nè, các ban ngành nè, chính phủ đang tập trung vô để giải quyết cái vấn đề thẻ vàng. Tại vì đến tháng 4 này là cái chuyện đó nó sẽ phải được giải quyết, cho nên hiện nay tất cả mọi người cũng như là doanh nghiệp cũng như là chính phủ tập trung vô để giải quyết, và chúng tôi là đang ở trên một cái bám sát công việc để theo kịp cái tiến độ. Thiếu nguồn nguyên liệu cho sản xuất khiến các doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, 50-60% năng suất của nhà máy dẫn đến doanh nghiệp không đáp ứng được các đơn hàng hoặc không nhận được các đơn hàng xuất khẩu, cũng sẽ tiếp tục là cản trở trên bước đường hướng tới con số xuất nhập khẩu đạt 450 tỷ đô la Mỹ năm 2018. Bởi nhiều ngành hàng vẫn chưa thể giải bài toán nguyên liệu sản xuất dù đã bước qua năm 2018. Nguyên liệu cung cấp cho các ngành dệt may ở trong nước thì còn rất là thấp, khoảng 40%. Nguyên nhân thì có thể nói rằng đấy là cái sự yếu kém của cái ngành dệt nhuộm, bởi vì là cái ngành dệt nhuộm hiện nay là không đáp ứng được cái đòi hỏi của các cái nhà sản xuất. Tại thị trường nội địa năm 2018, các hiệp định Atiga, hiệp định thương mại hàng hóa có hiệu lực. Theo lộ trình, Việt Nam phải giảm 99% thuế suất về 0%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng hóa nhập khẩu sẽ tấn công vào các kệ siêu thị, hệ thống phân phối, hệ thống bán lẻ, và hàng hóa nội địa phải chịu sự cạnh tranh về giá, về chất lượng. Đối thủ đầu tiên mà hàng hóa Việt có thể nhìn thấy ngay đó là hàng hóa từ Thái Lan, bởi hiện tại Việt Nam đang nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc là 20 tỷ đô la Mỹ, Thái Lan khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó đáng lo ngại là gần 1 tỷ đô la Mỹ là nhập khẩu rau quả như sầu riêng, nấm và cà chua, vốn là thế mạnh của Việt Nam. Tập trung phát triển thị trường trong nước gần 100 triệu dân với tầng lớp trung lưu thu nhập ngày càng tăng. Cho nên hệ thống bán lẻ gắn với tiêu thụ nội địa, trước mắt là các đô thị, các thị trấn, các vùng trung tâm, phải là một việc pháp hết sức cần thiết trong lúc thị trường bán lẻ các nước xâm nhập vào Việt Nam ào ạt như hiện nay. Cần phải triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật phù hợp với công cách quốc tế, tăng cường quản lý kiểm soát nhập khẩu, cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại với các thị trường nhập siêu cao. Đừng để chúng ta thua trên sân nhà. Song song với đó, hàng hóa trong nước cũng phải đối mặt với việc cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Cụ thể, ngành dệt may cũng phải gồng mình chống chọi với hàng trôi nổi từ Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. Bởi với việc áp dụng công nghệ 4.0, dệt may hay da dày giá rẻ như Việt Nam không còn là lợi thế. Riêng đối với các mặt hàng nông sản phải đối mặt với việc nhập siêu các loại hàng hóa như thịt động vật từ các thị trường khác như Mỹ, Úc, Trung Quốc. Bởi năm 2017 vừa qua, ngành hàng này đã nhập khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi sản phẩm trong nước khó tiêu thụ, thậm chí đã phải giải cứu hay giảm sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn chậm chạp trong việc nắm bắt thị hiếu của thị trường nội địa. Chính vì vậy, nhiều phân khúc khách hàng còn bỏ trống, tạo điều kiện cho hàng hóa nhập khẩu tràn vào. Vâng, thưa quý vị, những phân tích của các chuyên gia doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước mà phóng viên VITV vừa cập nhật, năm 2018 nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức đang chờ đợi các doanh nghiệp và ngành hàng. Tuy nhiên, với tình hình nhiều biến động như năm 2017, Việt Nam cũng đã thành công vượt qua và mang về con số xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay là 425 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, con số 450 tỷ đô la Mỹ có trở thành hiện thực hay không còn nhờ vào sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước. Với sự chung tay nỗ lực của cả nước như thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một năm mới với nhiều kỷ lục mới cho hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước. Trước khi kết thúc chương trình thì một lần nữa, ekip sản xuất chương trình xin kính chúc quý khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại.